Câu B. Câu B. Người ta yêu cầu mình chứng minh C bằng CS. Chứng minh CD bằng CS của chứng minh như nào? Hai đoạn thẳng bằng nhau. CD bằng CS. Để cho các bạn thời gian suy nghĩ. Bây giờ cần là D. Các chuẩn bị đi đây nhá. Chuẩn bị bằng căn nhân bằng. Nào, ai có ý tưởng chứng minh chưa để thấy hình vẽ của bạn là nhìn nó vẫn khó quan sát nhỉ? Có nhớ cái này ý về thì chưa sao lời ghi chép đấy thấy cái mình bao nhiêu lần rồi bây giờ ghi chép vừa luyện chữ ấy mà phải ghi ý chính vào đấy chữ B tìm có hướng chưa có hướng chưa có hướng là thầy nói có hướng trong đầu chưa? Có hai hướng như chị để Vân có hướng chưa? Chưa. Thầy hỏi cả lớp bạn nào có hướng đưa tay thì sẽ 1, 2 còn lại là chưa. Vâng. Bây giờ thầy phân tích nhá, thầy phân tích thôi, còn các bạn sẽ phải lên trình bày. Đây thầy vừa nói đến tính chất đặc biệt của các tuyến phân tích tuyến. Đôi khi ví dụ như câu khó phải bỏ luôn câu về hàng muốn bắt chứng minh này luôn mình vẫn phải chứng minh cái này nhìn nhá mình có CEC đây là hai tuyến đường vô vậy thì CE bằng CD vậy mình dễ dàng chứng minh được cái gì để nhá vậy đó là CD của mình bằng gì CA nhân CB chắc chắn luôn đúng không bằng bình phương à bình phương rồi như thế đây ở chỗ này các bạn giống kiểu thế này rồi CF là tiếp tuyến của đường tròn nó phẩy vậy thì mình cũng lại chứng minh giống tính chất y sinh này vậy mình muốn sử dụng phương pháp đó thì mình lại phải nối gì nối F với B rồi nối F với B đúng không chứng minh đúng cái này luôn về phương pháp đấy nó hơi hay ở chỗ này ngoài ra có cách khác nhưng mà mình cứ làm như chúng ta phải đã ăn rồi tô lại thằng này cho nó đỏ cho đẹp xanh đỏ chính vàng đây thằng Nga này được chưa bây giờ thầy tô thành màu vàng đối với tam giác đối với việc chứng minh CF bình phương bằng CA nhân CB thì mình có góc này góc kia này màu vàng này đối với xét được tuần vô khuẩn nhá góc này chung này đó góc này chung nhá thì thầy về hai bài đi góc chung này góc này góc nội tiếp là góc tập tiếp dưới cung là góc này này đây góc này AFC đó cung chắn cung đúng không nhá thì bây giờ mình trình bày tách rời đây nhá mình có này ta có ta chứng minh trước xét từ giờ nó phải ta có góc CBF bằng hoặc là A được C được bằng 1 phần 2 số đo cung AF góc một chiếc chắn cung AF rồi góc vì CF là tuyến tuyến chia góc AFC hoặc CFA bằng 1 phần 2 số đo cung AF là một hai điều đó là chia hai góc này bằng nhau đúng không vì nó đều bằng 1 phần 2 hoặc là mình đi kiểu khác cũng được nghĩa là sao mình nói lên tính chất là hai cái góc nối tiếp và góc tổng thể các tuyến cùng chắn cung bằng nhau đúng kiểu như này. Đấy. Sau đó mình xét tam giác A C trước nhỉ C A F tức là C F B có góc phần chung này
trong này có ngon là 90 trên này, suy ra các nước bằng dạng và suy ra được cái khách hàng CF bình thường đó CAP CV và từ 1 và 2 suy ra được cả chứng minh đúng chưa. Như vậy cái hay ở chỗ này là mình sử dụng phương pháp quyết là chứng minh trên, chứng minh kết quả chứng minh trên tự chứng minh một ý công sự nhá. Trong đầu lưu ý cho đó, đặc biệt là các kỹ năng để mình được tạo hồ sơ rất là cần thiết. Như thế này là chúng ta sẽ được nào được trình bày và lại được trình bày các bạn hiểu ra. Thì nói trong lời gọi là sự trình bày, có thể mình sẽ chứng minh cách khác cũng được, nhưng mà cách khác nó không hay bằng cách này. Nào mời bạn lên bảng chỉ bày vào tay cứ làm bên sai chữa nào Vân nào mạnh dạn lên. Đây Cái này còn cái này.
tiếp đúng không? Không trực tiếp. Cái này thì chứng minh bằng cái này thì sao? Dạ. Nào IP chứng minh lại nhé. Có C là xe là hai thứ khác nhau. Các đường thẳng AD, AE cắt ô phẩy. AD cắt ô phẩy.
mình bấm mở. Và AE thì các con khỏe. Đường thẳng BE thì cắt MR là Y. Đường thẳng BE cái này là gì thì nó đối đấy cái bảo vệ đúng không? Hai bảo vệ đúng không? Đây thì chắc là chi phương không phải đâu nha. Chưa chắc Y đúng không? Người đeo của mình chứng minh B, E, N. Tiếp B này, E này,